Thường thường là vô đây là kêu con kêu là cô ơi, bác ơi, còn đây là chị ơi. Chị hãy giới thiệu cho mọi người biết chị năm nay bao nhiêu tuổi cũng như là công việc của mình và tên của mình đi ạ. Dạ, chào Thanh Thủy và Lê Dương Võ Lâm. Cô tên là Thanh Hương. Thanh Hương 49 tuổi, mẹ của Thanh Trần. Cô làm bên nhà hàng. Ngày xưa là quê mình ở đâu cô? Ở Sài Gòn lâu nay rồi. Dạ, em chào cô Thanh Thủy. Dạ, chào anh Lê Dương Võ Lâm. Em là Thanh Trần, năm nay em 24 tuổi, nghề hiện tại là YouTuber và có là đồng nghiệp với anh Dương Lâm ở cái khoảng live stream, bán hàng. Lần đầu tiên thì chúng ta gặp mặt ngoài đời em nha. Dạ hả? Mừng quá. Bữa nay mình kết hợp, mình like một bữa được không? Dạ được. Được không em? Dạ. Sau chương trình này chúng ta sẽ kết hợp. Chốt được. Chúng ta sẽ là một cặp đôi sống thần. Cần. Không ai làm được hả? Bình tĩnh. Đây là chương trình con tôi vô số tội chứ không phải là live stream trên đây chuyên nha. Dạ. Cô cho con hỏi là nhà Thanh có mấy chị em cô? Thanh là hai chị em, Thanh là chị lớn, còn lớn. Một em nữa. Dạ. Ngày xưa khi mình mang bầu Thanh có khó gì không cô? Trời, người ta nói ha, nuôi con cực khổ, với cô là mang bầu cực khổ. Dạ, cực khổ. Nó hành vô số, không chịu nổi. Dạ. Hành ghê gớm. Nó hành sao cô? Đói mà đói, cào cồn, cào ruột gan, muốn ăn lắm mà nghĩ tới món ăn là chóng mặt, nhức đầu. Vậy giờ rồi sao nuôi bé uống sữa cô? Không, uống thuốc thôi. Rồi sanh nó ra nó có khó nuôi không? Không, sanh ra lại không khó nuôi. Nó chỉ có quậy anh, trong lúc nó nằm trong bụng mẹ thôi. Như vậy là chắc là cũng sanh cũng còn trẻ nè, đúng không? Không, 27 tuổi mới là sanh Thanh. 27 mặc dù là lấy chồng lúc 22 tuổi. Còn mê chơi quá. Đúng đó, bà ngoại cũng nói thôi mày đẻ đứa đi rồi đi chơi tiếp cũng được. Đẻ đứa để đó đi. Không mấy chịu đi sanh. Để đó, không nuôi, để đó thôi. Để đó cho thì lớn lắm. Mà được cái là đi sanh thì ông ngoại chở đi. À, ủa lúc đó ba Thanh đâu cô? Có ba Thanh đi riêng nhưng mà ông ngoại chở đi tại ông ngoại rất là nhanh nhẹn. À, nó đi sanh là... kiếm người nhanh nhẹn thì sao? À, mát tay á, coi như là mát tay á. Được cái ba Thanh vô bệnh viện nhưng mà ba Thanh lên giường nằm cái kho. Làm vô ngủ luôn. Ngủ trước bà bầu luôn. Bà bầu đau bụng cứ đi tới lui mấy bà kế bên ấy. Con còn dậy coi vợ con coi chừng nó đẻ rớt đó. Thấy mẹ cứ đau bụng hồ quặng, bà bác sĩ nói là mới nở 3 phân 4 phân chưa sanh được. Rồi lúc đó ba Thanh đã có mặt ở trong bệnh viện hả cô? Có rồi. Dạ. Tới hồi đi sanh, anh đi mua lon bia đi cái gì tắm, lúc đó thời gian tắm bia cho em bé mới sanh. À. Đi đã đời hoành tới hồi mang được lon bia lên là em bé đã sanh lâu xong sạch sẽ xong rồi. Sạch sẽ rồi, rồi cầm chai bia nhậu luôn. Cầm chai bia thôi, không xài nữa. Không xài nữa. Rồi khi mà sinh Thanh ra cái cảm giác của mình lúc đó làm sao cô? Khóc lớn cô lúc đó Thanh khóc lớn. Trời ơi, lớn họng lắm. Lớn họng phải không? Và được cái Thanh, lúc sinh Thanh rất là dễ thương. Bụng mỉm mà tròn trịa lắm à. Tay cục ngấn ngấn không à. Rồi lúc mà 1-2 tuổi rồi Thanh có quậy không cô? Cũng quậy phá lắm, được cưng đó. Thanh đi nhà trẻ có cái đi học lớp mình không giờ vô học. Qua lớp khác chơi. Mầm móng nhiều chuyện nó xuất hiện từ lớp mẫu giáo rồi đó. Đó. Bàn chải đồ của mình, dụng cụ cá nhân của mình không bao giờ lấy của bạn. Sao vậy? Lấy bằng chải để răng bằng xài luôn. Ly của bạn là lấy ly mình có giấu con. Cô dán con bự bự cho Thanh dễ phát biết là con của mình nhưng không. Lấy ly bạn khác. Nó cố tình. Hết vậy đó. Nó cố tình. Ăn cắp giặt hồi nhỏ. Đúng không Thanh? Giờ còn con Thanh đúng không em? Thích của đồ người khác. Rồi năm nay học lớp 1, lớp 2 gì? Có tái mái, có quậy phá gì không cô? Trời, lớp 1 đi học. Sáng dậy đi học lúc nào cũng dậy trễ. Dậy trễ mẹ thắt cho con hai cái bính. Lúc nào tóc dài nhiều, nó nhìn mấy tấm hình tóc rất là nhiều, dài. Đợi thắt luôn hai cái bính là vô học lúc nào cũng trễ, đứng ngoài cửa lớp. Đứng ngoài cửa lớp có sống không? Hay đứng thì rất là vô tư và rất vui vẻ. Thì cũng không còn biết quê là gì nữa cô. Không biết quê là gì. Nhưng tới còn chọc ghẹo mấy bạn ngồi trong lớp. Lô. Mà học giỏi không cô? Lúc đó học giỏi mà. Thanh học rất giỏi. Từ lớp 1 là học sinh giỏi không? À mà có điều hơi quậy thôi. Học giỏi nhưng mà chữ viết đồ đẹp không cô? Hồi xưa đi học mẹ cũng hơi khó viết. Dạ. Chữ mẹ bắt phải viết chữ đẹp. Mê chơi, bữa nào mà mê chơi viết chữ xấu xé tập còn viết lại cho mẹ. Khóc. Vừa khóc. Khóc. Khóc mẹ ác độc. Không, viết chữ đẹp, con gái mà phải viết chữ cho đẹp. Ừ. Rồi bây giờ viết chữ đẹp cho em. Dạ đẹp. Chữ đẹp hả? Đẹp bây giờ lắm. Chữ đẹp dạ, quá. Như in luôn. Rồi lên cấp 2 sao cô? Ví dụ cấp 2 thi lên chuyển cấp, người ta tập trung học hành bài vở đồ dữ lắm. Luyện phim. À, phim gì cô? Bữa đó phim Con Nhà Giàu. Con Nhà Giàu. Mình cứ rầu, mình nói trời, người ta ôn tập đi, người ta thi, mà con ráng con học gì mẹ đi. Ừ. Cô cãi mẹ không cô?
Có hổn với mẹ không cô? Không cãi mà lì thôi. Lì hả cô? Nói im mà làm theo ý. Dạ, con nghe đồn cái khúc mà viết nhật ký gì nữa đúng không cô? Có, viết nhật ký. Viết nhật ký sao nè? Viết nhật ký. Cỡ lớp 10 rồi, giờ ông phòng cho chị thấy cuốn nhật ký. Thấy, mở tò mò mở ra xem. Mẹ coi nhật ký nha mẹ. Đấy. Đứa có thấy trên giường phải là coi, phải coi chứ coi, dở coi ghi cái gì vậy chồng gì? Mẹ đọc là cô. Mẹ là một bà phù thủy ác độc. Trời lúc ơi. Nào mẹ cũng bắt con phải làm theo ý mẹ. Lúc nào mẹ đâu có hiểu là con như thế nào đâu. Mẹ có hoàn hảo không mà mẹ cứ đòi hỏi con là phải hoàn hảo. Trời ơi, mẹ có hoàn hảo hay không mà mẹ đòi con hoàn hảo? Đúng là cảm giác mình như thế nào cô? Buồn ghê chứ. Buồn hả cô? Tự nhiên sao mình muốn là mình rèn cho nó để cho nó vô nề nếp chút. Vô người cỡ tuổi đó nếu mà buông á thì dễ bị bạn lôi kéo đó. Ngoài cái trận mà nhật ký ra mình còn cái trận nào lớn nữa không cô? Trận mà nó ghi dấu ấn tuổi thơ của Thanh Trần cô? Có. Lớp đó lớp mấy ra? Mẹ đi chắc lớp 10, 11 gì đó. Tậu với nhà la rồi không lo học. Ngồi im không nói câu nào cứ tức. Chỉ bỏ đi. Nhà tìm, nhà ba bông bà ngoại cũng sốt ruột. Tính mẹ thì cũng nóng. Mấy bác mấy cậu đi kiếm nguyên đêm, đi kiếm chỗ này chỗ kia không thấy. Mà không kiếm ra là đi mấy ngày cô? Một tối đó. Một tối. Sáng bữa sau tự về. Thanh đi đâu vậy em? Em ra công viên. Công viên của nhà anh Phụng đúng không? Không, không công nhà viên Lê Văn Tám. Gan dữ như con. Ra ngoài ăn chi vậy? Ra công viên đó ngồi ghế đá gì đó. Khóc, khóc không? Khóc, xong bị ma hù, sợ quá. Ma hù nữa. Ma nào mà sống mà chết. Ma chết. Thôi, phải lắm. Sao kể nghe coi chuyện ma nè. Trời ơi, nghĩa là em ngồi, em đang khóc. Em mở kiến ra, em dòm coi mắt mình có sưng chưa. Xong tự nhiên em thấy một cái bóng xẹt qua, con lao kiến lại con nhìn một lần, nghĩa sao con lết xuống liền luôn. Ghê lắm. Ở trên cái cây á, cây sau. Ghê lắm, nhìn ma khủng khiếp luôn, nó là ám ảnh luôn. Đó xong. Em đời nè, xong em lết xuống cái ghế đó, em lết xuống từ từ, em lết xuống, em lết ra ngoài công viên. Em lết ra ngoài đường, em ngồi gốc cây, em ngồi em thở. Mà ghê quá, ghê má ơi. Xong đi về, ghê quá, sợ quá. Xong rồi cái đi đường gặp biến thái. Gặp biến thái. Trời ơi. Em đi đâu vậy em? Xong, sợ quá, em không biết làm gì. Em nghĩ, thôi chết rồi, giờ phải... Giả bệnh lên cơn. Sợ quá, thằng nó chạy đi. Hên xong chạy đi về. Nó rất là thông minh. Nó rất là cá tính. Mà nó bỏ nó đi mà rồi nó không biết tự bảo vệ nó bằng cách là giả bệnh. Xong rồi về chưa hay là còn đi đâu nữa? Thì tới rạng sáng em về. Mấy giờ em? Khoảng cỡ 5-6 giờ gì đó. Mà khóa máy luôn hả? Ba mẹ điện không được luôn hay sao? Hết pin chứ không phải không? Hết điện rồi. Không gọi được. Em muốn gọi nhưng em hết pin rồi em không gọi được. Mà lúc đó có muốn về hay không? Em muốn về. Em vừa thấy ma là em muốn về liền. Tới lúc về là khát, vừa đói vừa khát. Vô được tới nhà, bước vô nhà tắm uống nước giếng uống cũng. Trời ơi, mà lúc đó em nhớ về lúc mấy giờ sáng không? Dạ khoảng cỡ 6 giờ. Về xong hỏi qua mẹ kiếm con không? Không, mẹ không kiếm mày đâu. Trời ơi. Mẹ không kiếm mày đâu. Không đi nữa. Có nghĩa là trong mường tượng nghĩ là chắc hôm qua mẹ khóc dữ lắm. Đêm đó em có ngủ được không hay thức suốt một đêm? Không ngủ được. Đó đúng không? Viết ngay. Ủa, thức suốt một đêm. Thức suốt một đêm không ngủ được rồi. Xưa giờ nó có đi bao giờ? Đúng rồi. Rồi không, không biết bao giờ mình đi sao. Đêm bao giờ? Rồi cái tuổi thơ là có cái trận mới lớn nhất hả con? Đúng rồi. Là không có trận nào nữa. Không, xong đi trận đó về là mới có kinh nghiệm mới nói là mẹ ơi, con thấy bây giờ đi ra đường trong vòng tay cha mẹ mới được yên ấm chứ ra đường ngoài đường. Nhiều cái ghê quá. Thanh có phải là người mà hay thể hiện tình cảm với cô không? Sau này cái có viết cho mẹ sinh nhật mẹ viết một lá thư. Tại con cảm ơn mẹ rồi thời gian trước mẹ khó khăn mặc dù con có hổn hay là hư với ương ngạnh với ba mẹ nhưng mà nhờ mẹ dạy dỗ con nhiều chữ viết con cũng đẹp rồi con việc nhà con cũng biết làm ra đường nhiều người cũng khen là biết làm việc nhà rồi biết cơm cũng biết nấu ăn. Dạ. Nhờ mẹ khó khăn như vậy thì con mới nên người. Dạ. Sau này Thanh mới hiểu mẹ thì mới là tâm sự nhiều hơn. Dạ. Đó. Ủa, trời ơi, con giữ năm hả? Con giữ đó. Ở đây mới cho con mượn, cô cho con mượn. Nó viết từ năm 2016. Ủa, chữ đẹp quá vậy.
được nhiều thứ và nhận được lời khen từ mọi người cũng làm cho con tự tin hơn về bản thân mình. Con cảm ơn ba mẹ. Cái cô giữ cái bức thư tới bây giờ. Bây giờ mình nhìn thấy mình hay ngại ngại đúng không Thanh? Nhưng mà đây chỉ là cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ bây giờ. Thử coi em viết được như vậy, em viết được không? Không thể nào viết được đúng không? Viết được không? Được chứ. Được chứ. Ủa được luôn hả? Sao vậy? Ủa giờ viết thư cho mẹ được luôn nếu hả? Nếu mà em viết ra thành thư thì em có thể viết được. Nhưng mà em nói bằng lời không biết sao không nói được. Cô nghĩ rằng đây là một cái đứa cực kỳ cá tính nhưng mà rất là hiếu thảo, mạnh mẽ nữa.